Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em về một số dây điện, thanh lý, khoan, dao rừng, đồ về bonsai đủ loại nha. Máy massage này, mẫu mới nha. Rồi, đi nhanh vào từng món nhé. Ở đây thì có một số mẫu dây điện, thanh lý nha. Mã số D1. Đây, một quận dây điện nó khoảng 2 mét hơn thôi, dây cũng còn ok. Hitachi này, lõi khoảng 0.75 nha. Dây này mấy chấm 12A, một quận cũng khoảng tầm quận này thì khoảng cũng tầm hơn 2 mét nha, hơn 2 mét. Dây cũng còn ok luôn. Một quận rất là dài, quận này khoảng 7 mét mấy, 8 mét nha. Dây còn đẹp, dây 3 lõi. Dây cái này chắc phải trên 1 chấm nha. Đây cũng lớn luôn, 15A. Đây này 15A. Rồi, một bộ 3 dây như thế này, mã số D1, 180K. Mã số D2 cũng một bộ 3 dây, thế này cũng khoảng 2 mét nha, còn khá ok. Dây này dây 2.0 này, quận này khoảng 3 mét hơn, 3,5 mét. Dây còn đẹp nha. Và một quận khoảng 6 mét, 6 mét cũng còn đẹp nguyên luôn. Đây này 12A này. Rồi, một bộ như này, mã số D2, 180K luôn. Mã số D3, dây này cũng khoảng tầm 4 mét mấy, gần 5 mét nha. Đây không có giác cắm, dây 1.5, một quận ngắn này khoảng 2 mét, 3 lõi luôn. Quận này dài khoảng hơn 7 mét nha, hơn 7 mét. Dây 3 lõi. Đây cũng rất là lớn nha. Đấy cũng cỡ khoảng 1.75 gì đấy, 1.5 gì đó. Đây cũng khá lớn. Có điều cái đầu của nó này thì nó hơi xấu một chút thôi, vẫn còn chắc chắn nha. Bộ 3 dây như này, mã số D3, 200K luôn. Rồi, mã số D4. Một cặp móc lốp xe, cái ngắn một cái dài nha. Cái dài 35 cm, một cái dài 28 cm, cũng còn khá đẹp nha. Đầu chưa hề bị hư hại gì. Một cặp như thế này, mã số D4, 180K. Mã số D5, dao Nakiri, rất là dày luôn, trong này dày gần 4 ly nhé, mỏng dần ra ngoài, khá là cứng cáp, còn khá mới nhé, nguyên nước xi luôn, cán còn đẹp, chiều dài nó 16,5 cm, bản 4/7, đây có chữ này, chữ hơi mờ. Rất đẹp nha. Mã số D5, 270K. Mã số D6, con dao đi rừng, mài hai mặt nha, còn rất đẹp luôn, khá là mới nha. Chữ này, mài hai mặt, dày khoảng 6 ly nha. Cái gáy của nó chưa hề bị đập tè gì nha, còn nguyên luôn.
cán còn chắc chắn. Này chiều dài của nó 17 cm, bản trong này 3 phân rưỡi, ngoài này 4 phân 2, có hộp này, hộp còn mới nguyên luôn, cực đẹp nha. Rồi, con này mã số D6 350k. Mã số D7, một con dao rừng mài hai mặt, có mỏ khóm này. Bản của nó còn rất là rộng nha. Cán còn chắc chắn nhé. Chiều dài của nó 15,5 cm. Bản trong này 5 phân rưỡi, ngoài này 6 phân rưỡi. Dày 7 ly. Đây có chữ này. Mình khá đẹp luôn, mài hai mặt, dễ sử dụng. Này mã số D7 290k. D8 cầu liêm, liêm cũng khá dày, cán còn chắc chắn nhé, phát được giật móc đều được. Chiều dài của nó là 15,5 cm, ngang lưỡi này là 9 phân, dày 5 ly. Đây có chữ này, còn khá mới luôn, cán còn chắc chắn. Mã số D8 250k. Mã số D9 cây rìu chị L, cán còn nguyên nhé. Đấy, vẫn còn nêm nguyên này, cán zin chắc chắn nhé, đẹp. Bản còn rộng nha, chiều dài 13 cm, ngang này 10,1 cm, gọt đẽo đều được, chặt cũng được. À, ok luôn. Mã số D9 280k. Mã số D10, một chiếc kìm mà cộng lực của MCC nha, còn rất mới luôn, lưỡi còn nguyên nha, chưa hề hư hại gì, còn khít luôn. MCC cắt cáp 6 mm, này nó ghi giới hạn thôi, thực tế thì mình cắt cấp 7, 8 cũng được. Viên nước sơn luôn, size 350. Mã số D10 260k. Ốc ác còn đầy đủ nha, để chỉnh độ rộng và ngàm này. Mã số D11, một cái xẻng nhỏ, xẻng chũi. Đây, bản khá lớn, típ luôn. Bản là khoảng 10 cm, chiều là cũng 10 cm luôn, còn ok. Mã số D11 120k. Mã số D12 cũng một cái xẻng nhỏ, chũi cỏ hoặc là đánh rễ, một chiều là 8 cm, một chiều 10 cm, cũng còn khá đẹp nha, cán gỗ này chắc chắn. Mã D12 100k. D13 cái đục bê tông khá lớn, một chiều là dài 16 cm, chiều ngang này 10 cm, đầu này đầu 12 nhá, đầu 12, đầu kẹp 12. Về mình có thể đục bê tông cũng được, mà mình có thể mài nó mọc đi xíu, làm cái mai cái đào đều được nha, cực kỳ bền. Mã số D13 270k, còn khá đẹp nha. Mã số D14 cái cưa mạch lớn nhá, cứ hơi cong một chút, phần đầu mỏ này thì nó có cái phần lưỡi nha, mình giật móc đều được. Dài cưa khoảng 35 cm, dài khoảng 35 cm, đầu này có lỗ này, mình có thể nối que dài vào, rồi lên trên cao,
có lỗ để mình đóng đinh này. Mã số D14 140k. Chất tơ sắc nhé, loại này sáng khá là bền. Mã số D15 là một cái bộ massage. Có dây sạc nha, cái này mình xài sạc, sạc của dòng Samsung mới. Đó. Công tắc này, đây chỉnh tốc độ này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nấc. Đó. Bật mức nhỏ nhất nha. Đây nó có các đầu để tổng quất này. Rất là mạnh luôn. Đây, bình thường thì mình để bình thường. Đó. Còn bác nào muốn nó mạnh hơn thì mình nhấn. Đó. Nhấn xuống là nó sẽ mạnh. Đi làm mệt mỏi về thì dùng cái này. Rất là thuận tiện nha, không mỏi tay. Đó. Độ rung của nó cực kỳ luôn. Nhỏ gọn, dễ sử dụng. Đây nó đầy đủ các đầu nha. Đấy, đầu nhọn nhỏ này. Cái này thì các bác để chế độ thấp thôi nha. Chế độ mạnh quá là đau lưng nữa. Đó. 3 đầu, 4 đầu. Đầu có mấy cái hạt này. Đó. Đây, dây sạc nó nhá, kèm theo đoạn dây sạc. Cái này mình cắm vào đầu sạc cũng được. Đó. Cực kỳ tiện lợi luôn. Rồi, một cái máy massage như thế này, mã số D15 250k. Mã số D16. Đây về thêm bộ tăng dây rồi nhá. Bác nào hôm trước còn thiếu thì chưa có thì hôm nay mình lựa chọn nha. Loại dây này loại dây rất là dày nhá. Bản rộng 6 phân. Dài 8 mét. Dài luôn. Tăng dây. Bác nào hay để hàng vàng hàng thì các bác cũng biết rồi. Ok, ok luôn. Một bộ tăng dây như thế này. Mã số D16. D16 220k. Đấy, nó có hai móc nha, hai móc nha. Móc một đầu dây. Hai móc chắc chắn nha. Mã số D17 búa cao su này, nặng gần ký nha. Đó. Nặng khoảng 800g. Mặt búa khoảng 7 phân nha, búa khoảng 7 phân, búa lớn luôn, chắc chắn. Đó. Kỳ ok luôn. Đó, đầu là đóng gạch men cũng được. Mã số D17 100k. D18 con dao thép không gỉ mài một mặt nhá, mài một mặt. Cái loại dao mài một mặt này thì thường khi mình thái á là nó hướng phía ra ngoài, là ít khi bị vào tay. Con này chiều dài của nó là 16,5 cm, bản là 5 phân, dày khoảng gần 2 ly nha. Còn khá đẹp luôn, cán chắc chắn nha, thép không gỉ, sạch sẽ.
mã số D18 250k. D19 con dao chặt global. Chặt global. Cũng khá đẹp nha. Này chiều dài của nó là 19 cm. Bản này 8 phân. 8 phân dày khoảng gần 3 ly nha, gần 3 ly. Nặng khoảng 450 g nhá, gần 500 g. Có thể xài thái cũng được, băm đồ các thứ cũng được, chặt gà chặt vịt ok nha. Chặt gà chặt vịt đều được. Mã số D19 320k. D20 một bộ, một bộ đục, bộ đục đầu còn rất là đẹp nha. Con này nó khoảng 1/2 này, này 2 phân, cũng 2 phân luôn. Một con 9 ly, 1/2 1/2, một bộ 5 cây như thế này còn rất là đẹp nha. Mã số D20 280k. D21 cũng một bộ luôn, 5 cây đầu còn nguyên nha. Cây 3 phân, cây 2 phân này, cây phân 2 này, cây 1 phân này. Rồi một bộ như thế này, mã số D21 280k luôn. D22 rìu lưỡi hổ sói rất là đẹp nha. Cái này nó dày khoảng 7 ly, một đầu nhọn này, đầu lưỡi này, bản lưỡi ngang 12 cm, chiều dài tổng này là 16,5 cm, cả lưỡi cả cán là 30 cm. Cán rất là đẹp nha, cực kỳ chắc chắn luôn, cái cán này của nó xuyên suốt luôn này, khó để hư nha. Rồi một con rìu như thế này, mã số D22 450k. D23 một bộ mũi khoan, khoan này mười mấy cây đó, mũi này mũi 13 nha, 13 hay 14 gì đó, rất là lớn. Mũi 15 nha các bác, mũi 15. Một đầu trên này nó thì đầu khoảng 80 gì đấy thôi. Mũi 8 này, mũi 9 này, mũi 7 này, 5, 4, 3, rất là nhiều loại nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mũi, 12 mũi khoan, khoan sắt nha, cũng còn khá ok luôn. Bộ như này, mã số D22, D23, 220k. Mã số D24, cũng một bộ, nhiều mũi luôn. Mũi 13 này, mũi 10, mũi 8.5 này, 3, 4, 5, 7 này, rất nhiều nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mũi luôn. Mã số D24, 220k luôn. Mã số D25, cũng một bộ mũi khoan. Đấy, mũi 13 này, 5.5 này, còn rất mới nha. Mũi 8 này, mũi 7 này, mấy mũi sàn sàn thôi, 6.8 này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mũi. Bộ như này, mã số D25, 220k luôn.
D26 thì bấm lỗ, đầu lỗ chưa hề bị hư hại gì nha, răng lợi còn nguyên này. Đây đó. Đây về xeo chiều kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ, các đầu chưa hề hư hại gì nha. Đây, Japan này không gì nha, rất là đẹp luôn, khá mới, mã số D26 100k. Mã số D27 con dao chặt mài hai mặt nha, hai mặt này thì nó hư cán rồi. Cái chiều dài 14 cm, bản này 6 phân, ngoài này 6,5, để đâu thì nó hơi ố một chút nha, về mình chỉnh sửa lại. Chặt cây chặt cối thì vẫn ok nha các bác. Dài 14,5 thì mẫu dao như thế này cũng khá là dài rồi, rất là dày luôn, dày khoảng gần 8 ly nhé. Và một con như này mã số D27 230k, về bắt chỉnh sửa cái cán. D28 kéo bướm, lưỡi còn nguyên nhé, chưa hề bị hư hại gì, về mình mài sơ lại thôi, còn rất là khít nha. Đây có chữ này, còn khá đẹp nha, chiều dài khoảng 19 cm, cũng thuộc loại size khá lớn rồi. D28 120k. D29 cũng một con kéo bướm, cũng còn khá đẹp luôn, chiều dài 19 cm luôn. Đây, có chữ này, bản còn khá là rộng, khá đẹp nha. D29 130k, về máy sơ lại lưỡi thôi là được rồi. D30 một con tương tự nha, lưỡi còn nguyên nha. Đây có chữ này, chiều dài cũng 18,5 cm, mã D30 120k luôn. D31 kéo size cực lớn luôn, mấy cái loại lớn như này cũng rất là ít, lưỡi cũng còn nguyên nha, rất là đẹp. Này chiều dài của nó 20,5 cm, size lớn nha, phần này cũng rất là dài, còn đẹp nguyên luôn nha. Mã số D31 150k. D32 kéo size lớn nha, kéo chữ đại này, đây có chữ này, cá nó cực dày luôn. Chiều dài con này là 21 cm, lưỡi còn cũng khá ok luôn, còn khít nha. Đây có ốc thì mở ra này, thì mở ốc ra để mài lưỡi được. Đây, mã số D32 170k. Mã số D33 là dao đề ba nhỏ, dày khoảng 5 ly nhé, khâu inox cán còn đẹp nha. Đây thì mình về mình hơi chỉnh lại khâu một chút nha. Chiều dài 12 cm, bản 3/7, đề ba nhỏ, làm cá làm đầu vô tư nha. Mã số D33 140k. D34 một con đề ba còn khá đẹp nha, còn khá mới nha, rất dày, nó dày khoảng hơn 8 ly nha, dày luôn, chữ này. Chiều dài của nó 15 cm, bản là 4/7, cái khâu nó thì hơi hư một chút, về các bác chỉnh lại nha. Mã số D34 230k. Size 15 thì cũng thuộc dòng size chung rồi. D35 cây kéo hồ lô, còn rất đẹp nha,
đây, kéo đứt hai người. Đây, răng chống trượt này còn khá mới luôn. Mã số D35 180k, không gì nha. Có vui bia này, kẹp càng cua, vui đồ hộp, lưỡi còn đẹp. D35 180k. D36 một bộ rũa, rũa nhỏ vô đâu. Rũa tam giác nha, rũa tam giác còn rất ok luôn. Một bộ này của nó gồm mà 2 4 6 8 10 cây, nó đều như nhau cả nha. Đều như nhau cả. Mã số D36 100k. Mã số D37. Một con dao xếp khâu đồng này, đây có chữ này. Con khá đẹp nha. Ốp sừng rất đẹp luôn. Mã số D37 180k. D38 dao 3 lớp thép, 3 lớp thép bản vuông, chiều dài 16 cm, bản đây 4/3. Để hình mài sơ đi được rồi. Chốt đồng này, cán gỗ còn khá ok luôn nha. Về mài sơ là sắc rồi. Cái dòng 3 lớp thép này thì xài trong gia đình cũng rất là hợp lý. Giá cũng phải chăng thôi. Mã số D39. 38 là 200k nha các bác. 39 cũng một con 3 lớp thép. Này của cai nha, mà nó bị bay chữ mất rồi. Chiều dài 16,5 cm. Bản 4/5. Về mình mài sơ lại lưỡi nha. 3 lớp thép. Cán nhựa 3 chốt này. D39 160k. D40 một con dao 3 lớp thép. Cán gỗ 2 chốt đồng này. Chiều dài của nó là 16 cm. Bản 4/4. Về mài sơ lại nha. Mã D40 150k. D41 một bộ gồm mà cây đục dài này, đục rất là dài luôn. Cái chiều dài của nó phải tầm 63 cm. Còn rất là đẹp nha. Cái bản này của nó khoảng 2/2. 2/2 dày. Và một cây đục móng. Cây đục móng khoảng phần 2. Một cặp như thế này, mã số D41 240k. Mấy cái loại đục móng như này cũng rất là ít gặp nhỉ. D42 cây cuốc chim. Cái này là đúc nha, đúc nguyên khối luôn. Cực kỳ cứng cáp. Còn mới nguyên, chưa gần như là chưa xài nha. Chiều dài của nó là 37 cm. Bản lưỡi này 16 cm. Ngang 8/5, dày nha, còn đẹp nguyên luôn. Mã số D42 250k. D43 một cây cuốc cào. Cái này thì mình có thể lắp để cào cỏ cũng được, rất hợp lý nha. Vật này là nó trông giống như là hàn, nhưng thực ra là không phải hàn đâu, nó làm kiểu vậy nhé. Đây phần này, hai lớp thép nhé, hai lớp thép này nó cũng ghép hai lớp thép. Mài sơ là cực sắc luôn, chắc chắn nha. Đây chiều ngang này của nó này là 19,5 cm, một chiều là 12,5. Cào cỏ thì cực kỳ ok rồi. Mã số D43 150k. D44
cái búa đầu bi khoảng 600 gram nha, 600 gram. Búa còn đẹp. Cán chắc chắn nha. D44 140k. D45. Cái kéo cắt hàng rào. Tỉa lá. Lưỡi còn đẹp nha. Dày khoảng gần 4 ly. Cán còn chắc chắn, cán gỗ này. Tổng chiều dài của nó là khoảng 60 cm. Chiều dài khoảng 65 cm. Mã số D45 150k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.